Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm video nghe các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ trị dế ở trong cái trị dế, phòng ngừa dế trên cái cây dưa leo cũng như bộ bí khổ qua co cho chúng ta khi mà chúng ta vừa xuống cái con giống nghe các bạn. Đây chính là gạo mình đã có trộn với cái thằng vi phu super. Đây là cái thằng vi phu super. Đây là thuốc sát trùng nha các bạn. Đây là thuốc sát trùng. Một là chúng ta xài vi phu super, hai là chúng ta có thể xài cái thằng phu ra đăng, ba là chúng ta có thể xài cái thằng regen. Chúng ta sẽ trộn chung nó với gạo và chúng ta với tỷ lệ là một công chúng ta có thể sử dụng nó khoảng 2 kg gạo nha các bạn, khoảng 2 kg một công, từ 1,5 kg đến 2 kg. Chúng ta sẽ trộn chung khoảng 5 muỗng, 4 đến 5 muỗng cái thằng vi phu super này nè, chúng ta cho vào và chúng ta trộn đều nó lên. Chúng ta cho vào khoảng nửa chén nước nghe các bạn, gần nửa chén nước, hơn từ nửa chén nước nghe các bạn, và chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Chúng ta sử dụng cái ni lông, chúng ta bọc cái tay của chúng ta lại và chúng ta trộn đều cho, và chúng ta trộn đều cái thuốc lên, và chúng ta cho nửa cái chén nước vào và chúng ta ủ, chúng ta để cho nó thấm thuốc khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau chiều lại chúng ta sẽ rải cho cái dế của chúng ta nghe các bạn. Và đối với cái dế các bạn, đối với cái dế, nếu như mà dế nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng xe lét rong để trước khi làm đất, trước khi cài đất lên đó, chúng ta xịt trước vào giấc tối khoảng 7-8 giờ chúng ta sẽ xịt, và sau khi mà chúng ta làm clip xong thì chúng ta sẽ rải xuống con giống dưa leo cũng như là bộ bí khổ qua. Chúng ta chỉ việc rải lại bằng cái thằng gạo này lần nữa là ok nha các bạn. Còn đối với những cái bạn mà có tủ bạc thì chúng ta cũng sẽ sử dụng xe lét rong, chúng ta xịt xuống cái nền đất nó trước. Sử dụng cái thằng xe rách rong xịt xuống cái nền đất nó trước, sau đó chúng ta cài bắt clip, và trước khi tủ bạc thì chúng ta sẽ rải cái thằng gạo đã có trộn cái thuốc sát trùng này vào, chúng ta rải vào trong mô clip, sau đó chúng ta tủ bạc lại là ok nghe các bạn. Còn đối với cái khi mà tủ bạc mà chúng ta phát hiện mà dế nó cắn phá cái cây dưa leo cũng như dưa hấu bầu bí các loại của chúng ta, chúng ta sử dụng xe lét rong chúng ta để chúng ta xịt nó, thì chắc chắn nó sẽ không có chết vì nó đã trốn ở dưới bạc. Thì các bạn chỉ việc sử dụng cái gạo đã có ngâm thuốc này nè, cái gạo đã có ngâm thuốc này nè, chúng ta sẽ rải theo lỗ bạc, theo lỗ gốc dây dưa nghe các bạn. Chỉ vài ba hạt thôi là tối nó ra ăn là nó sẽ chết nghe các bạn. Và đây là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách trị dế, nó đơn giản như thế thôi, nó rất là rẻ tiền luôn nha các bạn. Nó chừng khoảng 2-30 ngàn thôi, chừng khoảng 2-30 ngàn cho hai công rau màu của chúng ta, rất là rẻ luôn nghe các bạn, và cũng rất là đơn giản luôn. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình rải cho các bạn xem. Đây là cái dưa leo của mình vừa xuống cái con giống xong hồi sáng này, và chiều lại thì mình đã có ủ cái gạo cùng với cái thằng vi phu super rồi. Đặng tối nay mình rải cho cái dế của mình trước khi cái hạt giống của mình nảy mầm và trồi đầu hẳn lên mặt đất. Mình sẽ phòng ngừa nó sớm nghe các bạn, để tránh cái tình trạng là những cái con dế nó cắn phá cái cây dưa leo cũng như là bầu bí của chúng ta. Rất là hiệu quả luôn. Cái thuốc gạo này đã có ngâm thuốc rồi, dế nó rất là mê. Các bạn có thể sử dụng tấm nghe các bạn. Ở đây mình làm biếng, mình đi mua tấm quá, gạo nó mắc hơn có khoảng 2-3 ngàn thôi. Mình sẵn mình lấy gạo ở nhà mình ăn, cái mình đem mình ngâm thuốc mình cho mình rải luôn nghe các bạn. Bạn nào có tấm thì mình sử dụng tấm nghe các bạn, và chúng ta xử lý dế trong 2 công như thế nó rất là rẻ tiền luôn, nó chỉ khoảng 2-30 ngàn thôi nghe các bạn. Nó đơn giản, nó rẻ tiền luôn. Riêng cái bịch thuốc vi phu super này là mình đã xử lý dế từ những vụ trước, mình cũng trộn vào gạo rải những vụ trước rồi, nó còn lại rất là nhiều luôn. Mình xài còn phải vụ 2 vụ nữa nó mới hết cái gói này. Nó rất là rẻ tiền nha các bạn. Đối với một gói như thế này nó khoảng 45 ngàn nha các bạn. Một lần chúng ta chỉ múc ra có 4 đến 5 muỗng thôi, chúng ta xài cũng phải là mấy đợt nó mới hết một cái gói như thế này. Nó rất là tiện lợi cho các bạn luôn nha các bạn. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình rải cái thằng vi phu, mình rải cái gạo có ngâm vi phu super cho các bạn xem để ngừa cái con dế.
trước khi cái hạt giống của chúng ta nó nảy mầm và lên khỏi mặt đất, chúng ta phun, chúng ta rải ngừa sớm như thế nó mới có cái tác dụng cao nghe các bạn. Chứ các bạn đừng có đợi mà cái hạt giống của chúng ta mà nó nảy mầm nó lên rồi chắc chắn, cái hạt giống của chúng ta mà nảy mầm lên rồi chắc chắn nó sẽ có cắn phá rồi, thì lúc đó thì nó hơi muộn xíu vì nó đã có cắn phá rồi. Chúng ta rút, chúng ta phun rải sớm thì nó vẫn tốt hơn nha các bạn. Dưa leo mình hồi sáng này mình mới vừa xuống giống xong, giờ mình chiều lại mình sẽ tiến hành mình rải nó. Và trước khi chúng ta, nếu mà mật độ giấy nhiều, trước khi làm đất vào ban đêm, cái bữa mà trước khi làm đất chúng ta sử dụng xe lách rong của công ty Syrenta, chúng ta xịt xuống cái nền đất của chúng ta nghe các bạn. Xịt xuống cái nền đất thì tối giấy nó ra, chúng ta xịt lúc 7-8 giờ tối giấy nó ra, chúng ta xịt thì giấy nó sẽ chết nghe các bạn. Nè con cầm quay phim cho con hai coi. Quay cho thấy con hai. Cái lúc rải quay cho thấy mặt con hai luôn. Cầm im không? Cái lúc rải các bạn nhớ mang bao tay vô nghe các bạn. Cái này mình làm hơi ẩu nghe các bạn. Con hai cung cung. Con đi theo từ từ con hai tới. Con đi nhanh được không? Được. Nhanh lại lên. Mau lên. Trời nó rung. Nó rung quá trời rung. Trời con rung quá trời rung nè. Đi đại đó. Con rung quá. Chỉ như thế thôi nha các bạn. Và chúng ta tiến hành rải thưa phỏng ở trên cái mô liếp của mình. Và các bạn nên nhớ nè nha, khoảng 2 kg gạo như thế, chúng ta múc khoảng 4-5 muỗng cái thằng Vifu Super hoặc là cái thằng Furadang hoặc là cái thằng Regen, chúng ta trộn chung vào nghe các bạn. Ở đây mình sử dụng Vifu Super với cái thằng Furadang, thuốc nó mạnh hơn nghe các bạn. Và các bạn nên nhớ là khi các bạn trộn rải, các bạn nên sử dụng cái bọc ni lông, chúng ta bọc cái tay của chúng ta lại nghe các bạn. Chúng ta sử dụng cái bọc ni lông, chúng ta bọc cái tay của chúng ta lại và chúng ta cho vào nó khoảng là nửa chén nước nghe các bạn. Khoảng nửa chén nước, sau đó chúng ta trộn đều lên, chúng ta để nó khoảng 3-4 sao. Tiếng sau thì tự động cái gạo của chúng ta nó sẽ khô lại, nó sẽ ráo lại, chúng ta rất là nó sẽ rời rợt ra và chúng ta rất là dễ rải luôn nghe các bạn. Giống y như chúng ta rải thuốc ốc thôi, rải mỏng thưa đều giống y như chúng ta rải thuốc ốc thôi nghe các bạn. Nó rất là hiệu quả luôn. Tối dế nó ra ăn, nó sẽ ăn những cái hạt gạo có chứa thuốc này, nó sẽ chết nha các bạn. Đối với mật độ nhiều á thì chúng ta nên phun nó bằng cái thằng xe lách rong trước cho nó chết ngay lập tức trước. Những cái con nào không trúng thuốc á, nó sẽ ăn gạo, nó sẽ ăn gạo sau thì nó cũng sẽ chết nha các bạn. Chúng ta có thể lót cái gạo này và trước khi chúng ta tủ cái bạc lại thì những con dế nó núp ở dưới bạc á, nó ra nó ăn trúng gạo này nó sẽ chết nha các bạn. Còn chúng ta sử dụng thuốc mà chúng ta xịt nó chắc chắn nó sẽ không có chết đâu nha các bạn. Còn bạn nào mà lỡ tủ bạc rồi mà không có xử lý cái con dế mà vẫn bị cái con dế nó cắn phá thì chúng ta chỉ việc sử dụng cái gạo mà đã có ngâm thuốc này nè, chúng ta rải theo vào lỗ bạc nha các bạn. Chúng ta rải vào trong những cái lỗ bạc rất là hiệu quả luôn nha các bạn. Thôi cái video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha.